Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày 17 tháng 9. Chúng ta đang có mặt tại Tổ đình Phù Châu, ấp An Ninh, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, trong ngày trọng đại nhớ về mẹ, nhớ về cha. Lời nói đầu tiên, Thầy xin gửi đến toàn thể đại chúng lời chào thân thương nhất. A Di Đà Phật. Quý vị có khỏe hết không? Có ai buồn không? Quý vị nhìn ra ngoài sân đi. Chúng ta cảm nhận những hạt mưa đang tích tách rơi, là chúng ta thấy là mùa gì nè. Chúng ta đang ở cái mùa gì của thời tiết? Mùa gì? Mùa thu. Mùa thu là chúng ta cảm nhận được cái sự buồn mang mát của không gian. Lúc đó chúng ta phải nhớ về cha mẹ. Tháng 7 Vu Lan lá rụng nhiều. Là gì quý vị? Quý vị nhớ câu thơ đó không? Ai thuộc cái câu thơ đó cho thầy hay nè. Băn khoăn nhớ đến cha cùng mẹ, thổn thức tâm con ngấn lệ tràn. Thưa quý vị, khi tiết trời se lạnh, sen trong đầm rung rinh khoe sắc, ấy là báo hiệu mùa thu lại về, mùa báo hiếu lại đến với người con Phật chúng ta. Trung Nguyên ngày vọng hội Vu Lan. Rồi gì nữa quý vị? Quý vị Phật tử thường nè, ai thuộc thơ về mẹ đâu, đứng lên đọc một bài thơ về mẹ coi. Bến giác chiều thu sóng đạo ngàn, hỡi ai là kẻ mang ơn nặng, vận lòng thành kính đón Vu Lan. Thì tất cả chúng ta đang hiện hữu nơi đây, ai cũng có cha có mẹ, phải không? Dù cha mẹ chúng ta như thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là cha mẹ của chúng ta. Bổn phận làm con, chúng ta phải hết lòng lo báo hiếu. Bởi vì tình mẹ rộng bao la, không bờ bến, thiêng liêng vô cùng, chúng ta không thể nào đền đáp được công ơn của mẹ. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kính công cha. Rất thiêng liêng quý vị ạ. Quý vị thấy nước biển thì mênh mông, nhưng tình mẹ còn mênh mông hơn nước biển. Mây trên trời quý vị thấy không? Từng lớp, nhưng không phủ kín được công ơn của cha mình đã tần tạo sớm hôm nuôi mình. Ngày hôm nay chúng ta có hình dáng này, có gương mặt đẹp này, có sự nghiệp vẻ vang này là do ai? Là cha và mẹ chúng ta. Rất đau khổ khi nghe được một người con bất hiếu với mẹ. Rất đau buồn khi nghe một người con bất hiếu với cha. Mà bây giờ nó xảy ra rất nhiều trong xã hội này. Nhiều lắm quý vị à. Vì sao? Vì cuộc sống kim tiền nó làm chi phối tình mẫu tử thiêng liêng. Đạo Nho có nói rằng: thiên hữu tứ thời xuân tại thủ, nhân thân bách hạnh hiếu vi tiên. Có nghĩa là trời đất thì có bốn mùa: mùa xuân, mùa gì quý vị? Mùa hạ, mùa thu và mùa đông. Bốn mùa quan trọng nhất trong vũ trụ. Mà cái mùa nào đẹp nhất nè? Mùa xuân. Mùa xuân là gì? Từ mùa đông cây cỏ nó thay hình đổi dạng, xong nó qua tới mùa xuân ấm áp, nó đâm chồi nảy lộc, nó nở hoa,
hiến dâng cho trời đất thì mùa xuân rất là quý. Nhưng con người trăm hạnh, có người chúng ta có cả trăm hạnh lận, nhưng mà hạnh gì quý nhất? Hạnh hiếu làm đầu. Dù cái người phận người đó là thần thánh, là thánh nhân, là tiến sĩ, là cử nhân, học vị cỡ nào đi chăng nữa, nhưng cái người đó không có hiếu thì cũng như không. Phải không quý vị? Dù anh có tài cỡ nào, nhưng anh không có đức thì cũng như không, không có xài được. Dù anh là một người sang trọng, quyền quý, nhưng anh đối xử với cha mẹ anh không bằng một người bình thường thì cũng không đáng giá là một người vĩ nhân. Chúng ta tìm lại lịch sử của Đức Phật chúng ta. Đức Phật chúng ta có tên đầu tiên là gì? Là Thái tử Sĩ Đạt Ta. Từ lúc là Thái tử, Ngài rất là có hiếu với cha mẹ. Sau này Ngài quyết định xuất gia, nhưng cũng không làm buồn lòng cha mẹ. Nhưng cái lòng muốn xuất gia quá cao, cho nên Ngài tìm đến chân lý bằng cách trốn đi ban đêm. Vào lúc canh tí 3 giờ khuya, Ngài vào phòng ngủ bên công chúa Gia Du Đà La và đứa con thơ là La Hầu La. Ngài đi 3 vòng quanh cái giường đó để tưởng nhớ cái tình cha con, tình phu thê. Và 3 vòng đó tượng trưng Ngài quyết định phải vượt qua khỏi tam giới. Là khi Ngài đi 3 vòng đó rồi, và Ngài cùng với Sa Nạc và một con ngựa bạch, Ngài vượt kinh thành đi tìm đạo lúc ban đêm. Và khi đó, khi mà vào rừng tìm đạo, nhưng Ngài vẫn còn thương cha thương mẹ, Ngài rút gươm ra, Ngài cắt tóc, và Ngài gửi cái nắm tóc đó về cho cha mình. Vì thấy linh thiêng không? Rất là xúc động. Cái giây phút đó rất là đau buồn và rất là xúc động. Cho nên khi Ngài dùng cái gươm Ngài cắt tóc Ngài đó, thì tự nhiên trên trời có chư thần hiện ra, 4 vị thần hiện ra, cầm cái mâm vàng hứng cái tóc đó và bay về dâng cho vua cha. Quý vị thấy không? Thái tử đi tới đâu cũng có chư thần ở trên trời đi tới đó hộ trì. Tại vì Ngài là Bồ Tát ở kiếp trước, lấy tên là Hộ Minh. Vì cái thệ nguyện muốn cứu độ chúng sinh, cho nên Ngài mới thị hiện vào cái cõi đời này. Thị hiện vào cõi đời này có cái hình tướng như chúng ta, mắt, mày, mũi, lưỡi, vân vân. Và Ngài cũng có gia đình, cũng có vợ và cũng có con. Để chi? Để thức tỉnh chúng sinh không có đắm vào cái vật chất xa hoa trần gian này, và Ngài xuất gia để tìm đạo. Đó là ý tưởng tốt. Khi Ngài ở trên cung trời, Ngài muốn xuống trần gian để cứu độ, thì Ngài tìm tất cả các nước ở trên cõi Nam Diêm Phù Đề này, nhưng Ngài chỉ chọn có Ấn Độ thôi. Vì sao Ngài chọn Ấn Độ để Ngài thị hiện xuống? Vì Ấn Độ lúc bấy giờ là rất là nhiều đạo giáo, ta gọi là đa thần giáo. Có những thần đạo, có những đạo nó thờ trâu, thờ bò, thờ lợn, nó vân vân. Rồi thờ lửa, thờ rắn. Rồi có những đạo gọi là lõa thể. Cái đạo lõa thể này đó là có trước lúc Đức Phật. Họ không mặc quần mặc áo quý vị à. Họ tu như vậy đó. Họ cho cái sân này là giả, có thân này là xấu, có thân này mới là sanh ra đau khổ. Cho nên họ hành xác, họ không mặc quần mặc áo, họ không ăn uống gì hết. Một ngày ăn có một buổi nhỏ thôi. Và đúng 12 giờ trưa đó là họ ra ngoài sân họ phơi nắng. Phơi nắng đúng mấy tiếng đồng hồ. Để chi? Để cho hành cái xác này càng chết sớm càng tốt. Đó là cái tu lõ thể. Hiện giờ vẫn còn. Rồi những cái đạo khác như họ thờ lửa. Quý vị đi qua Ấn Độ, quý vị biết cái người đó có đạo gì đó hen.
là quý vị nhìn vô bức tường nhà của họ, họ vẽ lên đó một cái hình tượng. Ví dụ cái nhà đó họ đào rắn đi, là họ vẽ nguyên con rắn xà bự gì đó, là biết gia đình đó họ đào rắn. Còn cái gia đình đó họ thờ bò thì họ vẽ nguyên con cái đầu bò. Rồi họ thờ lửa thì họ vẽ nguyên cái ngọn lửa. À, đó là hiện giờ vẫn còn bên Ấn Độ. Cho nên Đức Phật thấy người dân Ấn Độ rất là khổ và bị những cái đạo đó họ chi phối, không có tìm ra được chân lý. Cho nên Đức Phật chọn Ấn Độ để mà đảng sanh. Khi Đức Phật đảng sanh ra Ấn Độ, Ngài là một vị thái tử. Và lớn lên, Ngài xuất gia tầm đạo lúc 19 tuổi. Và Ngài thành đạo dưới cội Bồ Đề. Đó là quá trình tu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta. Và quá trình tu đó, Ngài đã dạy chúng ta rất là nhiều bài học về báo hiếu cha mẹ. Bằng chứng là Ngài lúc Ngài sanh ra đời đời á, có 7 ngày là mẹ Ngài đã mất, tức là Hoàng hậu Ma Gia Băng Hà. Sử chép rằng 7 ngày là Hoàng hậu Băng Hà. Cho nên chúng ta thấy cái cảnh tượng đó là Đức Phật mất mẹ rất sớm. Một em bé mới có 7 ngày mà mất mẹ rất là sớm và rất là buồn. Cho nên ở trong triều đình mới họp lại, mới bầu là Maha Ba Xà Ba Đề, tức là em gái ruột của Hoàng hậu Ma Gia, lên làm hoàng hậu và làm dì mẫu của Thái tử Siddhartha. Thì Maha Ba Xà Ba Đề là một người Phật tử rất là thuần thành Phật giáo. Khi mà Đức Phật xuất gia đó, thành đạo rồi, Ngài trở về, bà quỳ trước kinh thành và bà xưng hô Đức Thế Tôn bằng Đức Thế Tôn, chứ không dám xưng mình là mẹ mà kêu Đức Phật bằng con, không có. Vì Đức Phật là bây giờ là thành Phật rồi, cho nên bà biết chỗ đó, bà không dám kêu bằng con, mà bà kêu Đức Phật bằng Thế Tôn. Và sau khi Đức Phật về kinh thành thăm cha lần đầu tiên, lúc mà cha bệnh, và sau đó Đức Phật về lần nữa là lúc đó Đức Hoàng thượng mất Băng Hà. Cho nên cuộc đời Đức Phật về thăm triều đình chỉ có 2 lần thôi. Lần thứ nhất là cha bệnh, lần thứ hai là cha mất. Cho nên Đức Phật dạy đệ tử khi xuất gia đó phải cắt ái lìa thân. Như vậy chúng ta mới hiến thân cuộc đời mình cho Đức, cho giáo hội. Còn bây giờ xuất gia rồi cứ còn lo gia đình. Bữa trước thì cậu đầu, bữa sau chạy về nhà thăm má ăn cái. Có nhiều người rước má, rước ba. Mình đâu có cắt ái được thân. Quý vị nên nhớ Đức Phật chỉ về thăm gia đình chỉ có 2 lần thôi. Mà khi Đức Phật về thăm gia đình lần thứ 2 là vua cha đã băng hà. Thì Ngài dùng cái cánh tay, dùng vai phải á, Ngài khiêng cái quan tài của vua cha đến nơi trà tỳ. Và đích thân Đức Phật cầm đuốc để châm lửa thiêu cái quan tài, tỏ lòng trả ơn cha mình. Quý vị thấy không? Cho nên chúng ta là Phật tử thì chúng ta không thể nào mà quên ơn của cha mẹ mình được. Vì sao mình là Phật tử mà thầy của mình, tức là Đức Phật Thích Ca, còn báo hiếu cha mẹ cỡ đó, thì huống hồ gì mình là một người Phật tử tại gia mà tại sao chúng ta quên ơn cha mẹ mình, quên ơn như thế. Lúc mà Ngài thành đạo, một hôm đó Ngài nhập hạ 3 tháng, bỗng dưng Ngài nhớ đến mẹ Ngài Gia Diết. Mà lúc đó là mẹ Ngài ở đâu? Đã sanh về cõi giới Đao Lợi Thiên Cung. Lúc đó là mẹ Ngài là thánh nhân rồi, nhưng mà Đức Phật vẫn nhớ. Và Đức Phật dùng thần thông lên cung trời Đao Lợi để thuyết pháp độ mẹ mình ở trên cung trời Đao Lợi, và độ tất cả những thần thánh, những tiên, những long vương này nọ ở dưới cõi Nam Diêm Phù Đề.
Mà trong tinh thần Phật giáo Đại Thừa thì nói rất rõ qua kinh Địa Tạng. Quý vị nào mà đọc kinh Địa Tạng đó, quý vị thấy rất rõ Đức Phật lên cung trời để thuyết pháp cho ai nè? Thuyết pháp độ cho mẹ mình. Quý vị thấy không? Đó là một tấm gương sáng trong Phật giáo mà xuất gia cũng như tại gia chúng ta phải ráng noi theo. Đệ tử Đức Phật gồm có Ngài Mục Kiền Liên là đại hiếu bậc nhất. Cái gương hiếu hạnh của Đại Hiếu Mục Kiền Liên là một cái gương hiếu hạnh vĩ đại, gọi là vạn cổ xưng danh. Có nghĩa là từ xưa tới nay vẫn xưng danh là đại hiếu. Mà hôm nay chúng ta làm lễ Vu Lan đó là chúng ta nói theo cái tinh thần báo hiếu của Ngài Mục Kiền Liên Bồ Tát. Ở đây quý vị biết sự tích Mục Kiền Liên hết chưa? Hả? Mục Kiền Liên chắc quý vị không biết bằng sự tích Thanh Đề, phải không? Có câu kể lương Thanh Đề không? À, ráng cố gắng về xem tuần kể lương Thanh Đề nha. Thì Thanh Đề đó là một người mẹ của Mục Kiền Liên. Trước khi mà bà mất á, bà rất là ác. Ác lắm quý vị à. Sử chép rằng á, lúc mà nóng giận lên á, bà mần con chó trong nhà, bà làm bánh bao, rồi bà mời Chư Tăng lại nhà mà cúng dường. Thì hôm đó bà mời xong rồi một đại lão hòa thượng đã biết. Khi mà hòa thượng dẫn chúng lại đó, thì hòa thượng dặn Chư Tăng á, một lát đi nhận bánh bao ăn của Thanh Đề đó, thì các con phải lấy ba bánh đó các con bỏ vào tay trái và thọt cái tay lấy cái bánh của mình đó, đem ra ăn. Thanh Đề đâu có biết. Trước khi mà đi đó là hòa thượng đã kêu Phật tử trong chùa làm bánh bao rồi, làm sẵn hết bánh bao chai đó, bỏ vô rồi tới đó đánh tráo. Thì bắt đầu bánh ngồi bánh lại không bao giờ đâu thấy đường đâu. Tới chừng mà lại xong lên nhìn thấy quý thầy đang cầm ăn bánh bao, cái Thanh Đề nói trong lòng, quay qua nói với mấy người gia nhân á, tụi bay thấy không, bữa nay ông hòa thượng này với mấy ông tăng nhỏ này bị tao gạt hết trơn rồi. Ổng nói ổng tu hành chân chánh, ổng là một bậc vĩ nhân, ổng là một trưởng lão hòa thượng, ổng dẫn đệ tử đi mà tao dụ ổng với ổng ăn hết trơn. Quý mấy tụi bay thấy không, ăn hết trơn. Cái mấy người gia nhân nhìn lên thấy đúng rồi bà ơi, ăn hết trơn à. Mình bà Thanh Đề ngồi mà nhìn lên thấy quý thầy quý Chư Tăng ăn, cái tâm sao nổi lên tâm khi dễ, xem thường Chư Tăng, tại vì trúng kế rồi. Nhưng bánh bao rất độc, bà mần bánh bao đó bà tẩm thuốc vô trong nữa. Khi mà ăn xong ra khỏi cửa là té đó, đau bụng ói mửa. Nhưng không ngờ quý thầy ăn xong rồi quý thầy ra sao ngồi uống nước trà, cả tiếng hồ quý thầy mới về rồi cảm ơn. Rồi 2 ngày sau 3 ngày sau cổ cho người lên chùa thám thính coi là ông thầy ông chết chưa. Đệ tử chạy về, dạ thưa bà ơi còn sống. Bà nói, ủa sao kỳ vậy, bữa đó tụi bay làm sao, tụi bay làm bánh bao thường hay là bánh bao thịt chó? Tụi dạ con làm bánh bao thịt chó đàng hoàng, nhưng mà vẫn còn sống. Quý vị thấy không? Cái lúc đó bà tức quá rồi, bà đi lên chùa bà hỏi. Bà hỏi hòa thượng, con thật sự là con không biết như thế nào. Hôm bữa con thật sự cái tâm con rất xấu, con làm bánh bao vậy đó, con cúng dường cho hòa thượng và Chư Tăng. Nhưng con không biết là hòa thượng có sức siêu phàm gì mà hòa thượng ăn rồi cũng không chết. Hòa thượng đâu có, thầy đâu có ăn ở nhà con đâu. Con thấy hòa thượng ăn đàng hoàng mà. Không, thầy không ăn. Con không tin gì con ra làm sao nhà đó, thầy đem đổ làm sao nhà con. Cái bà lật đầu có chạy về, chạy chở ra làm sao, nó mọc lên nào là hành, hẹ, xả, tỏi, lum la trơn. Cái bà chạy vô nói, hòa thượng ơi, ở sao nhà con sạch bóng hết trơn mà tự nhiên nó nổi lên 5-7 cây, một chùm cây lên, bụi cây lên. Hòa thượng đó, mấy cái thứ đó đó,
con làm cho thầy đồ ăn đó, bây giờ nó nổi lên vậy, nó mọc lên. Quý vị thấy không? Cho nên bà Quỳ mới lại quá xá luôn. Từ đó về sau Thanh Đề không dám nữa. Nhưng vì cái nghiệp đó đó, cái nghiệp sát sanh, cái nghiệp mà muốn giết Chư Tăng đó, cho nên chiêu cảm đến địa ngục. Khi bà chết, bà đọa xuống địa ngục, rất khổ sở, khổ sở vô cùng. Đầu thì đậu gì? Đầu thì đội chậu máu, đích thì ngồi bàn trong. Quý vị tưởng tượng đi, cái bàn trong nó cũng như cái vỏ sầu riêng vậy đó, mà thử đặt cái đích ngồi lên coi chịu nổi không? Đau không? Ai có ngồi thử chưa? Không thử lát đi mua sầu riêng về ngồi lên nha. Rất là đau, nó đâm thấu qua xương, qua chân, qua giò. Nhưng mà còn cái trên đầu đó, đội máu nữa, một cái chậu máu nặng, nó rất là hôi tanh. Nhưng vậy cũng chưa vừa, nó sôi ụt. Cái chậu nó sôi, chậu máu sôi. Mà nó sôi tới đâu thì máu dơ nó chảy đầy mặt đầy mày. Quý vị thấy không? Chưa dừng lại đó, tay thì bị còng lại, chân thì bị xiết lại. Quý vị thấy không? Rất là khổ. Cho nên khi mà ngày Mục Kiền Liên, ngày tu thành chánh quả rồi đó, ngày mới nhớ mẹ, ngày dùng thần thông, ngày lên cung trời, ngày tìm mẹ. Bởi vì mình, ngày tưởng có một đứa con xuất gia là mẹ phải về cõi trời. Ngày vui lắm, ngày bay lên cõi trời, ngày kiếm, không có. Rồi ngày xuống dưới địa ngục, cũng không có. Ngày buồn quá, ngày về bạch với Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn nói rồi, mẹ còn ở dưới đó. Dạ con lên, con xuống con kiếm rồi mà không có. Thật đấy, đi xuống kiếm lần nữa đi. Ngài nói con không đi nữa đâu. Tại con xuống rồi, con kiếm 12 tầng địa ngục không có. Đức Phật nói con đi bằng cái gì? Dạ con đi bằng thần thông. Đức Phật nói con đi có sách theo gì không? Nói con đi không à. Đức Phật nói thôi được rồi, bây giờ thầy cho con mượn cái cây tích trượt này. Tích trượt đó, quý vị biết cây tích trượt không? Cái tích trượt đó, bởi sau này các Phật tử mà mất hoặc là Chư Tăng mất á, thì thầy sám chủ ông cầm tích trượt vọng ba cái là tượng trưng cho phá địa ngục, cho siêu thoát. Cho nên cái tích trượt rất là linh, ở trong chùa cổ mới có. Cho Đức Phật á, mới cho Ngài Mục Kiền Liên mượn cái tích trượng. Nói cái tích này của thầy nha, thầy cho con mượn đó. Con cầm cái tích trượng này nè, và cái bát của Đức Phật đi khất thực đó, Đức Phật cho mượn hai thứ đi xuống dưới. Xuống dưới Đức Phật họ Phật nói là con xuống dưới á, con hỏi địa ngục mà đóng băng ở đâu. Thì Ngài xuống thầy hỏi chúa ngục. Chúa ngục nói Ngài khỏi cần hỏi, Ngài cầm bát và cái tích trượng này là Ngài đi tới đâu là nó mở cửa tới đó. Mà thật sự Mục Kiền Liên cầm cái bát và cái tích trượng tới cái vừa tới địa ngục, tự nhiên cái tấm băng nó mở ra. Cái cửa đó nó rất là nặng, gọi là đóng băng, có nghĩa là nó nặng như tấm đá vậy đó, cứng ngắc lại. Chỉ có thần thông, chỉ có là Đức Phật mới mở được thôi. Cho nên cái tích trượng là tượng trưng của Đức Phật, tự nhiên cái nó mở ra. Ở trong đó có mấy ông mà quản gia cái địa ngục đó, gọi là quỷ sứ đó, chạy ra xô Ngài Mục Kiền Liên. Ngài ông đi đi, ông đi đi, ông đừng vô đây. Cái Ngọc Mục Kiền Liên nói sao không được vô đây, địa ngục này chỉ dành cho những người nào cái nghiệp lực mới bị sanh xuống đây. Có nghĩa là cái địa ngục này sanh bằng nghiệp, mà Ngài tu, Ngài mặc áo cà sa, sao Ngài xuống đây chi? Một kiền liên nó không có, tôi tìm mẹ tôi. Chú Ngục nói mẹ Ngài tên gì? Nói một mẹ tôi tên là Thanh Đề. Đó. Cái ông chạy vô, ai là Thanh Đề đâu? Bà Thanh Đề nói, mô Phật tôi đây. Lúc đó là bà đang ngồi bị hành hình mà máu me tùm lum la. Nói có đứa con bà xuống thăm bà nè. Đó thì chú Ngục dẫn một kiền liên vô. Một kiền liên thấy mẹ sụp xuống lại liền, khóc quá khóc.
Bởi vì một người mẹ mà hiện ra tướng như vậy là Ngài rất đau khổ. Ngài nó không ngờ con là một vị xuất gia tu hành ở trên trần gian sung sướng, mà bây giờ phải xuống đây thấy mẹ mình rất đau khổ. Cho nên Ngài buồn lắm. Ngài ôm mẹ hay khóc. Nhưng mà ôm tới đâu thì máu chạy tới đó. Chú Ngục xô Ngài ra, nó không được. Ngài làm gì tu hành, Ngài không được tiếp như vậy. Nó dơ cái áo của Ngài hết. Ngài một kỳ lên, không sao đâu, mẹ của tôi đó. Rồi bà nói bây giờ con về trần gian, con tìm Phật, nhờ Phật cứu mẹ đi con ơi, nhờ Phật cứu mẹ khổ lắm đó. Thì Ngài cục mình liên, dạ dạ con đi liền. Ngài mới quay qua bà nói, con mẹ rất đói, đói lắm. Mấy chục năm nay không một miếng cơm trong bụng, đói quá đi. Thì Ngài Mục Kỳ Liên khổ quá, buồn quá, ôm mẹ lần nữa. Mẹ ơi ráng nha mẹ, con về trển con bới cơm xuống cho mẹ ăn. Rồi Ngài mấy ba về trên trần gian. Lúc đó Ngài không kịp về tịnh xá để gặp Phật, để hỏi lý do như thế nào. Ngài lật đật Ngài về bới cơm liền. Tại mẹ mình đang đói mà. Ngài bới cơm vô bát, cái bát mà nãy Phật cho mượn đó, bới cơm đem xuống. Ngài đem xuống, Ngài đưa mẹ. Bà mừng quá, hai tay bà mò ăn ở trong cái bát đó. Đói vừa bị còng lại, mò cái bát ăn. Nhưng mà bốc tới đâu sao, lửa nó cháy tới đó, phỏng miệng mồm hết trơn. Ngài Mục Kỳ Liên quỳ xuống, mẹ con tội gì, mẹ con tội gì mà hành mẹ con như thế đó. Cho bao nhiêu tội lỗi về con hết đi, để mẹ con được siêu thoát. Bà nói, mẹ tội nặng lắm con ơi, mẹ khổ lắm, con về đi, con cứu mẹ, về đi con. Rồi Ngài Mục Kỳ Liên mới bay về, mới gặp Phật hỏi, thì Phật mới dạy, con phải ráng cố gắng cúng dường trai tăng, kiền thỉnh mười phương chư Phật về chùa hoặc về nhà con đó, tụng kinh cầu nguyện, thì mẹ con mới siêu thoát. Cho nên Ngài mới kiền thỉnh quý thầy về ai xá, về nhà làm trai tăng liền. Thì vừa làm trai tăng xong là thanh đề tự nhiên ngục xiềng xích mất hết, chậu máu biến mất hết. Rồi tự nhiên có hai con hạt trắng bay xuống rước bà về cõi tiên. Quý vị thấy không? Cái nhờ cái cúng dường trai tăng đó mà bà được siêu thoát. Và chẳng những cái khi bà siêu thoát đó, bà còn xin đó, bà xin chú Ngục ơi, bây giờ trong cái ngục này tất cả ngàn tội nhân, bây giờ làm ơn cho họ đi theo tôi đi, chứ ở dưới này khổ quá. Rồi chú Ngục nói, chút xíu đi, chút xíu có lệnh rồi mà tôi mới dám mở cho mấy người đó đi. Nhưng mà chưa kịp, lệnh ở trên chưa đưa xuống, tự nhiên là mấy người đó đi hết, siêu thoát hết, ở trên đưa tay xuống rước hết. Có nghĩa là nhờ cái ân đức của Ngài Mục Kỳ Liên thập lập đàn trai tăng mà thanh đề và các tội nhân đều siêu thoát hết. Cho nên qua cái câu chuyện đó, chúng ta thấy được cái tình mẫu tử giữa Mục Kỳ Liên và thanh đề rất là cao quý. Không có tình mẫu tử nào mà cao quý bằng Mục Liên thanh đề. Cho nên Đức Phật mới đưa cái sự tích đó, Đức Phật mới dạy đệ tử mình trong kinh Vu Lan Bồn ráng cố gắng noi theo gương Ngài Mục Kỳ Liên Bồ Tát mà lo đền đáp cha mẹ mình. Nếu một mai này chúng ta không lo đền đáp, mà một mai này cha mẹ mình già yếu mất đi rồi thì sao? Thì chúng ta khổ lắm. Dù chúng ta có làm trái tăng hay là chúng ta bố thí cúng dường như thế nào cũng vô ích. Bởi vì sao? Bông hồng trắng con cài lên giữa ngực, nghe xoáy lòng nước mắt bỗng trào dưng. Xung quanh con chúng bạn vui cười, hoa hồng đỏ hân hoan còn mẹ. Riêng có tôi màu trắng phủ phàng, màu trắng ấy là màu ly biệt, dành cho con bất hạnh đã từ lâu. Con mất mẹ như đêm trường đen tối, không gian này có nghĩa gì đâu.
Thật sự như vậy quý vị à. Khi còn mẹ thì chúng ta còn tất cả. Chúng ta cài trong ngực mình được cái quả hồng màu đỏ, màu của gì? Màu của sự yêu thương, của đầm thắm, của sự hiếu hạnh. Chúng ta vui lắm. Bởi có bài ca gì? Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, cho những ai đang còn mẹ. Đó là những bông hồng đỏ đã tặng cho những ai đang còn mẹ, rất là hy hữu. Chúng ta còn mẹ thì ráng cố gắng, phải nuôi dưỡng, phải săn sóc. Cha mẹ già thì phải sớm thăm, tối giếng, ấm lạnh quạt nồng. Ở đây thầy thấy có Phật tử Minh Ngọc. Dù rằng một người dâu không phải mẹ ruột của mình, nhưng đối với người mẹ hiện giờ vẫn còn sống là 90 mấy tuổi, cô vẫn săn sóc như mẹ ruột của mình. Từ thức ăn thức uống, bà cần cái gì là có cái nấy, không để cho bà lạnh ốm đau. Cho nên bà rất là thương, dù là dâu mà bà thương y như con gái của bà, còn hơn là con gái ruột của bà nữa. Cho nên bà lúc mà bạn của cô Minh Ngọc mất á, cậu sợ dâu này nó bước đi thêm bước nữa. Bà nắm tay dâu, bà cụ nói: con đừng có đi đâu nha con, mẹ thương con y như con gái của mẹ vậy. Từ câu nói đó mà cô Minh Ngọc ở tới ngày hôm nay để nuôi mẹ mình. Mà người mẹ đó là mẹ chồng, nhưng mà cổ coi như mẹ ruột. Mà mẹ chồng coi con dâu cũng như con ruột. Vì sao? Vì tình mẫu tử nó gắn liền trong hai chữ hiếu thảo đó. Mà cổ là người Phật tử thuần thành, ba đời là Phật tử chùa Phù Châu. Cái tu hành, sự giải thoát đó thấm nhuần ông bà. Cho nên cổ có một cái tinh thần hiếu thảo, dù rằng đó là cha mẹ bên chồng à. Vì thế á, thì cổ nhân có nói câu rằng: chúng ta hiếu với cha mẹ, hiếu với ông bà, thì nửa con của mình nó hiếu như vậy. Mình nhìn qua bên hiên cửa, mình thấy giọt nước nó rơi từ mái hiên rơi xuống dưới đất, nó rơi ngay chỗ đó là giọt đầu tiên, thì giọt thứ hai cũng rơi y chang như vậy, nó không sai lệch. Thì bây giờ mình là con, mình có hiếu với cha, hiếu với mẹ, thì mai này con của mình nó cũng hiếu thảo với mình, cũng y như mình hiếu thảo với cha mẹ vậy. Có câu chuyện kể rằng cái chú đó đó, chú có người cha già mà ăn á thì đổ lên đổ xuống, còn đi vệ sinh á muốn đi sao đi, có khi ra ngoài cửa đi, ra làm sao đi. Cho nên con dâu á nó rất là bực bội, nó muốn ông già chồng mà chết hắt cho rồi. Cho nên một hôm bữa nó bàn với ông chồng, nói: anh ơi, mình bây giờ công chuyện có đóng có đang à, bây giờ thuê người lại nuôi ổng á, ba của anh đó thì tốn tiền, mà ai ở nhà săn sóc, mà để ổng vậy á thì dơ dái. Cho nên thôi, ngày mai á anh lên rừng anh đốn củi đi, anh đốn gì anh đóng một cái củi, anh chở ổng lên rừng bỏ cho cọp ăn cho rồi đi, mình rảnh nợ. Em nói anh nghe là trước sau thì ổng cũng chết à, bây giờ ổng 70 mấy 80 tuổi rồi, ổng sống 1-2 năm rồi cũng chết. Cho nên thôi, làm vậy đi. Ông chồng thì nghe lời bà vợ, cho nên lên rừng đốn củi về để làm cái củi. Nhưng mà lên trển thì thằng con mới có 7-8 tuổi, nó đi theo. Nó theo ông đốn xong chở về nhà, ông để ngoài sân đó ông đốn, ông đóng cái củi. Cái nó ngồi kế bên ấy: ba đóng cái chuồng này làm gì ba? Thì ba đóng cái chuồng này nè, để ông nội á, ông ăn đổ rồi đổ xuống á, đi tiêu tiểu bậy bạ đó, bà bỏ ông vô, bà đóng rồi bà đẩy lên rừng cho cọp ăn. Cái thằng nhỏ nói: ba nhớ nha, khi nào ba đẩy ông nội lên rừng á, ba nhớ đem cái củi này về cho con nha. Cái ông nói: sao vậy, đem về chi? Để mấy mốt con lớn lên rồi ba già y ông nội á, ba ăn đổ tháo con bỏ vô con đem lên rừng con cho cọp ăn.
Nói tới đó cái ông sợ, ông sửng sốt lại. Người chồng sửng sốt lại, ôm đứa con mà khóc. Không có. Ba nói chơi, chứ không có đâu. Ba làm cái củi để đẩy ông nội đi chơi. Nói trớ lại liền, bị sợ thằng con nó nhiễm vô. Cho nên quý vị thấy không, đứa con là một đứa nhỏ, khi chúng ta là cha mẹ là một tấm gương, mà chúng ta làm thế nào thì nó bắt chước tới đó. Cho nên chúng ta qua tinh thần báo hiếu ngày hôm nay, thì thầy mong rằng tất cả Phật tử về tham dự ngày hôm nay phải thể hiện tinh thần là người con hiếu thảo. Không phải ngày hôm nay chúng ta hiếu thảo trong mùa báo hiếu thôi, mà 365 ngày chúng ta đều là người con hiếu thảo hết. Quý vị đồng ý không? Rồi thôi, hôm nay thì cũng còn rất là nhiều chương trình chuẩn bị đến đại lễ Vu Lan. Thì thầy xin tạm dừng cái buổi thép thoại hôm nay ở đây. Mời toàn thể đứng dậy chúng ta hồi hướng ha. Nguyện đem công nghe đức này ơi hướng về khắp mây tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.